có phong tục tập quán đậm đà bản sắc riêng, tạo nên một kho tàng văn hóa vô cùng đặc sắc. Để tôi điểm thêm sự phong phú đa dạng và độc đáo trong bản sắc văn hóa ấy, chúng ta không thể không nhắc đến truyền thống dệt thổ cẩm của người Thái nơi đây. Dệt thổ cẩm là nghề dệt truyền thống lâu đời của người Thái, với đôi bàn tay khéo léo của các cô gái Thái đã dệt lên những tấm vải thổ cẩm với đủ màu sắc hoa văn tinh tế, là một trong những tiêu chí để đánh giá một người phụ nữ đẹp. Bởi bên cạnh việc đồng áng, người phụ nữ Thái còn phải biết xe tơ dệt vải, vừa để phục vụ cho cuộc sống gia đình, vừa làm của hồi môn khi đi lấy chồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua tiết tục múa sắc màu thổ cẩm do đội văn nghệ Hội Người Cao Tuổi xóm Pom Tặng thể hiện. Thank you.
Hay quá, đẹp quá, nổi tiếng quá, điều là